Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin hôm nay chủ nhật ngày 13 tháng 12 sẽ bắt đầu ngay sau đây với những tin tức đáng chú ý trong nước. Tượng đài Bắc Hồ với nông dân Việt Nam đã chính thức được khánh thành tối 12 tháng 12 tại tỉnh Thái Bình sau 4 năm thi công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều lãnh đạo Đảng và nhà nước đã đến dự lễ khánh thành. Kiến trúc của công trình thể hiện hình ảnh Bắc Hồ giản dị đứng giữa và 12 nhân vật đại diện cho các thế hệ già trẻ của nông dân Việt Nam đứng xung quanh để nghe Bác căn dặn phải đoàn kết, chung tay làm cho cuộc sống nông thôn ngày càng văn minh, ấm no và hạnh phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc xây dựng tượng đài Bắc Hồ với nông dân không chỉ để tưởng nhớ công lao trời biển của người mà quan trọng hơn là phải khắc ghi những lời dạy và ra sức học tập tư tưởng của người từ đó tu dưỡng đạo đức trong sáng, rèn rũa ý chí, bản lĩnh của người Cộng sản, làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, cơ đồ dân tộc mãi bền vững trường tồn. Để làm được điều này, Thủ tướng kêu gọi các cấp ngành địa phương phải cùng gắng sức để đời sống kinh tế xã hội người nông dân tiến nhanh hơn. Bởi nếu nông dân tầng lớp chiếm hơn một nửa dân số đất nước mà không có thu nhập cao, Việt Nam sẽ khó trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện hỏa tốc số 39, đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo chủ động ứng phó với rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển theo đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các cơ quan đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh rét đậm rét hại tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp người dân nhất là ở vùng cao biết chủ động phòng chống tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất. Chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng chống, triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư kinh phí để giúp nhân dân. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học. Các bộ ngành chủ động chỉ đạo công tác phòng chống rét đậm rét hại, đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao. Bất chấp khó khăn do dịch COVID-19 gây nhiều tác động cả trong nước và trên thế giới, xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng phần đầu cả năm, toàn ngành nông nghiệp sẽ đạt trên 41 tỷ USD từ xuất khẩu. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 11 năm 2020, kim ngạch nông sản ước đạt gần 3,72 tỷ USD. Nhiều mặt hàng như rau quả, cà phê, hạt điều, các sản phẩm từ gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt giá trị kim ngạch trên 2 tỷ USD. Như vậy Bất chấp khó khăn do dịch COVID-19 gây nhiều tác động cả trong nước và trên thế giới, xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng, phấn đấu cả năm toàn ngành nông nghiệp sẽ đạt trên 41 tỷ USD từ xuất khẩu. Theo nhận định, sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực đã phản ánh tác động tích cực của hiệp định này tới nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu. Thực tế cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, dư địa xuất khẩu các mặt hàng nông sản vẫn rất lớn. Để tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường thế giới, cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương doanh nghiệp và bà con nông dân. Từ nay đến hết năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương doanh nghiệp, theo dõi diễn biến thị trường, có các giải pháp thao gỡ khó khăn trong thương mại, ổn định nguồn cung thực phẩm, nông lâm sản dịp Tết. Dự tính trong quý tư năm 2020, toàn ngành nông nghiệp phấn đấu mục tiêu xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ USD, đưa tổng trị giá xuất khẩu cả năm đạt 41 tỷ USD. Tại hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021 được tổ chức sáng 12 tháng 12 tại Hà Nội, nhiều trường đại học đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Kết quả kỳ thi này vẫn là căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học cho những trường có nhu cầu. Qua đăng ký, các trường nhận thấy số thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để đăng ký tuyển sinh vẫn chiếm tỷ lệ trên 50%. Việc sử dụng kết quả thi vẫn là phương án đỡ vất vả, tốn kém, thuận lợi cho cả thí sinh và các trường đại học. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ Giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương án tuyển sinh vẫn sẽ giữ ổn định như năm 2020 và từng bước được hoàn thiện. Trong đó phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm triển khai của địa phương, cơ sở giáo dục đại học Việc tổ chức tuyển sinh sẽ có những cải tiến, chủ yếu là thi trên giấy nhưng sẽ từng bước tiến tới việc thi trên máy ở những nơi có đủ điều kiện và tiệm cận với tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh đó, Bộ sẽ nghiên cứu hình thành các trung tâm khảo thí độc lập với ngân hàng đề thi chuẩn hóa, thi trên máy tính và có thể thi nhiều đợt trong năm, đảm bảo minh bạch, công bằng giữa các lần thi. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các trường đại học đều bày tỏ mong muốn giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm 2020, đồng thời đề xuất một số ý kiến để cải tiến hình thức thi nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tin cậy. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải vừa tiến hành giám sát các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông đường thủy. Cảng biển là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài ra vào cao nhất cả nước. Theo quy định hiện nay, thuyền viên trên tàu nhập cảng không được lên bờ. Đội biên phòng được phân công giám sát quy định này. Qua kiểm tra giám sát, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố biên soạn tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 dành riêng cho các tàu thuyền neo tại cảng cũng như nhân công trên tàu làm việc nhằm tăng cường việc tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh thực hiện ra soát tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, tăng cường giám sát y tế đối với các công nhân làm việc tại cảng sau khi trở về. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 143 trường hợp nhiễm COVID-19. Từ ngày mùng 2 tháng 12 đến nay không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ngày 13 tháng 12, Hàn Quốc lần đầu ghi nhận tới hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trên một ngày, khiến Seoul buộc phải cân nhắc giãn cách xã hội ở mức cao nhất nhằm phòng dịch. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, KDCA, Hàn Quốc đã xác nhận 1.002 trên 1.030 ca mắc COVID-19 sáng 13 tháng 12 là lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc thông báo trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên hồi tháng 1 các ca lây nhiễm tập thể trong những hoạt động tụ họp cá nhân tại một nhà thờ và một bệnh viện trong khu vực đô thị đã đẩy số ca bệnh mới cao hơn ngày 12 tháng 12. Diễn biến này có thể buộc Seoul cân nhắc thực thi quy định giãn cách xã hội ở mức cao nhất để làm chậm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Cũng trong ngày 12 tháng 12, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng COVID-19 ở Hàn Quốc hiện nay là tình trạng khẩn cấp và yêu cầu các cơ quan chức năng nước này huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn dịch bệnh. Chiến dịch cam kết bỏ thuốc lá do WHO phát động sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu người khi họ cố gắng từ bỏ thuốc lá thông qua cộng đồng những người cai thuốc. WHO đã công bố một bản tóm tắt khoa học vào đầu năm 2020 cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn. Thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và tiểu đường. Chiến dịch cam kết bỏ thuốc lá của WHO sẽ giúp tạo ra môi trường lành mạnh hơn, có lợi cho việc bỏ thuốc lá bằng cách ủng hộ các chính sách cai thuốc lá mạnh mẽ, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cai nghiện, nâng cao nhận thức về các chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá và trao quyền cho người sử dụng thuốc lá thực hiện các nỗ lực bỏ thuốc lá thành công thông qua những sáng kiến bỏ thuốc lá và chiến thắng. Theo khảo sát, trên toàn thế giới có khoảng 780 triệu người nói rằng họ muốn bỏ thuốc lá, nhưng chỉ 30% trong số họ có quyền truy cập vào các công cụ có thể giúp họ làm như vậy. Bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 13 tháng 12, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với đại diện Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, tổ chức trao học bổng Quỹ Châu Á cho nữ sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Học bổng quỹ châu Á được trao cho 110 em nữ học sinh trung học phổ thông tại các huyện Hòa An, Hà Quảng và Trùng Khánh. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn là gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, đạt học lực khá giỏi trong suốt 3 năm học trung học phổ thông. Trong số 110 em học sinh có 60 suất khóa 1 năm học 2019-2020 và 50 suất khóa 2 năm học 2020-2021, các em sẽ được cấp học bổng từ khi học lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. Mỗi năm học các em sẽ được nhận học bổng trị giá 4 triệu 400 nghìn đồng và được trao hai lần trong một năm học. Sau khi nhận học bổng, các em sẽ được tham gia tập huấn các kỹ năng mềm với giáo viên cốt cán của 7 trường trung học phổ thông tại các huyện Hòa An, Hà Quảng và Trùng Khánh. Thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, VNPT Cao Bằng đã thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn với việc tham gia các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng VNPT Cao Bằng đã thực hiện tốt chỉ tiêu hoạt động kinh doanh với doanh thu cả năm ước đạt trên 230 tỷ đồng, đạt trên 101% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước đạt 3 tỷ 280 triệu đồng, tạo việc làm cho 220 cán bộ công nhân viên lao động với mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng một người một tháng, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Đặc biệt trong năm, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt chủ trương giải pháp về khôi phục hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chủ động triển khai các dịch vụ gói cước viễn thông ưu đãi, tiện ích phục vụ yêu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phát triển mới trên 21.000 thuê bao dịch vụ viễn thông, gồm di động Vinaphone, Internet, MyTV, lắp đặt bổ sung 50 trạm 3G, 4G, nâng cấp hệ thống đường truyền cấp quang, đáp ứng yêu cầu truy cập mạng cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình. Duy trì đảm bảo hệ thống đường truyền phục vụ các hội nghị trực tuyến, nhất là trong các thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Hỗ trợ 252 trường học trên địa bàn tỉnh dạy học trực tuyến, hỗ trợ tặng gói cước data cho khách hàng với chi phí trên 57 triệu đồng. Triển khai có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin như VNPT iOffice, nhờ đó việc gửi, nhận văn bản phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được nhanh chóng kịp thời. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VNPT Cao Bằng còn quan tâm thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, hỗ trợ cho các quỹ từ thiện nhân đạo, phòng chống COVID-19, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai với tổng kinh phí lên tới 7,6 tỷ đồng. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.